con giấy ngựa đi mẹ. Bữa nay mẹ chỉ mang tiền theo mua sữa thôi, mẹ không có mang tiền nhiều thôi. Bữa khác mẹ dẫn con đi sưởi ngựa nghe. Đây là cô lần trước đã trả tiền sưởi ngựa cho mình nè. Lần này mình phải giúp em ấy lại mới được. À cô nhớ con không? Lần trước cô giúp con nè. Con có tiền nè. Hôm nay để con dẫn em đi sưởi ngựa cho cô. Vậy cô cảm ơn con nghe. Hôm nay cô không có mang tiền, cảm ơn con vì đã giúp cô nghe. Em cảm ơn chị nè, chị cũng rất là vui vì hôm nay chị giúp được em. Như vậy là chị đã làm một việc tốt. Mình giúp người khác trong lúc họ khó khăn hoạn nạn, đến lúc mình khó khăn thì cũng sẽ có người khác giúp lại mình các con nghe. Các bạn ơi, các bạn đã có kỷ niệm làm việc tốt gì, các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình và mọi người cùng biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái chông chóng này chỉ dùng để trang trí thôi, người ta dán thẳng vô cây rồi, mình không có tháo ra được đâu nghe con. À con hiểu rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, đây là hoa gì vậy mẹ? Đây là một loài hoa rất là đẹp, nó chỉ nở vào mùa hè thôi. Các bạn ơi, các bạn nhìn bạn biết đây là hoa gì không các bạn? Người ta còn hay gọi đó là hoa học trò đó các bạn. Bạn nào đã biết đáp án rồi, các bạn bình luận ở dưới cho mình và mọi người biết xem có đúng không nghe các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay, các bạn có thể bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tạm biệt các bạn.